Ngay sau đây là bài tập vặn mình 4 nhịp. Đầu tiên, các bạn hãy để rộng hai chân bằng vai. Từ từ đưa hai tay lên. Vặn mắt nhìn theo tay. Nghiêng sang bên trái. Từ từ cúi áp bụng, gập sát vào đùi. Đưa hai tay lên, thở ra. Các bạn đã hiểu rõ cách tập chưa? Và ngay sau đây hãy cùng tập lại với tôi nhé. Trong buổi tập đầu tiên, bạn có thể bắt đầu với 5 đến 7 lần. Mỗi lần đủ 4 nhịp vặn mình. Sau đó tăng dần số lần trong các buổi tập tiếp theo để đạt tối đa 40 lần trên một buổi tập. Các bạn lưu ý đối với bài tập này thì khi tập luyện hãy cố gắng ép sát bụng vào đầu gối. Và khi hít thở thì khi hít vào bằng mũi, bụng phồng lên. Và khi thở ra, thở bằng miệng, bụng xẹp vào.